Bà con ơi, bà con biết quả mọng hết rồi phải không bà con? Quả mọng rất tốt, tốt vô cùng cho người ăn quả mọng. Nhưng mà riêng có một số người có bệnh thế này thì không nên ăn quả mọng. Ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên là vui lòng đừng ăn bà con ạ. Đó là những người 500 người, người uống rượu, say rượu, ghệ ngứa, lỡ lét, bà bầu, phụ nữ cho con bú, người nói ngọng nói nghiệu, người đang uống thuốc mới khỏi bệnh là vui lòng đừng ăn quả mọng nha bà con. Đừng ăn quả mọng để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người đang bị nóng trong người, người uống rượu, người say rượu, ghẹ ngứa, lỡ lét, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, người nói ngọng, người nói nghiệu, người đang uống thuốc, người mới vừa khỏi bệnh là vui lòng đừng ăn quá mọng để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Ngoài ra thì còn quá mọng nó tốt cho sức khỏe, tốt vô cùng cho sức khỏe bà con, là nó ngăn ngừa được và nó giảm được nhiều bệnh mãn tính. Quá mọng nó tốt cho sức khỏe là nó ngăn ngừa và nó giảm nhiều bệnh mãn tính, tiểu đường, tim mạch, đau tim, tăng cường chức năng của động mạch, tốt. Cho mắt, tốt. Tăng cường sự đề kháng, tốt. Cải thiện, tốt cho cơ bắp. Cải thiện tốt cho cơ bắp, vận động mạnh, đường ruột, tốt, khỏe mạnh. Nhiễm trùng hệ tiết niệu, tốt lên. Phòng ung thư, tốt. Nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn một ngày một quả, là có người gọi là một ngày một trái nha bà con. Nhưng mà ta ăn 6 ngày liền thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp tục bà con ạ. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.